Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Vẫn tiếp tục lên đường với trang thiết bị âm thanh trong buổi chiều ngày hôm nay phục vụ anh em khách hàng. Và các bác biết rằng đây là cái con lưng tiếng mà bên em cũng đã giới thiệu thông báo cho anh em về hàng trước đó rồi. Một trong những phiên bản lưng tiếng giá vừa rẻ vừa hấp dẫn cho anh em chơi phòng hát gia đình yên tâm với giải bát trung chép, dễ dàng hiệu quả cho anh em, lưng tiếng bát tiếng chép. Đấy, và lưng tiếng TDC 1000 các bác thấy hàng em về số lượng đợt này hơn 100 bộ nhé phục vụ anh em. Đấy, lô hàng lô kiện này rất là nhiều. Đấy, và đặc biệt cho anh em nào đang cần một con lưng tiếng chất lượng, chúng ta muốn chơi gia đình, hình thức giao diện đẹp mắt, đừng bỏ qua em này các bạn. Bởi vì đây đang là một trong những phiên bản lưng tiếng cực kỳ hot của bên em. Nếu các anh em đã theo dõi kênh em Tùng thì các bác biết rằng cái con lưng tiếng này từ trước đây bên em bán nó chưa bao giờ hết hot cả. Và về cuối năm thì con này lại càng có hot nữa. Một trong những con lưng tiếng là rẻ nhất bên em Tùng, TDC 1000, 1 triệu đồng một con, trong đó bên em bao ship toàn quốc, tặng giấy giác kết nối, hàng bảo hành lên tới 1 năm. Nhân hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Đấy, những gì anh em mua hàng bên em Tùng chắc chắn là các anh em sẽ được đó, được những cái đặc quyền tốt nhất của anh em khách hàng. TDC 1000 con này có đầy đủ tính năng chỉnh bát trung chép hiệu quả cho anh em nhé. Anh em mà cần lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic thì lựa chọn con này là hợp lý quá. Anh em nào mà đang sử dụng những cặp loa tối tiếng, chúng ta muốn kích được cái giải bát tiếng chép lời tốt hơn, chúng ta hãy lựa chọn ngay TD giá rẻ anh ạ. Giá rẻ nhưng con này thực sự là rất hay. Em cũng đã làm rất là nhiều video test tiếng chợ âm thanh rồi, và cả hướng dẫn cho anh em cách ghép nối nữa các bác thấy. Hôm nay thì cũng vừa về hàng vừa lên đường cho anh em, các bác thấy về hàng là các bác anh em mua rất là nhiều ủng hộ em cảm ơn các bác nhé. TDC 1000 cực kỳ là hot, giá rẻ, nhận hàng được kiểm tra bên em tặng dây kết nối này, ở ngoài bên em đã ghi rồi đúng không ạ. Và khi mà khách hàng đến tay khách hàng nhé, anh em được kiểm tra hàng nhé. TDC 1000 lên đường rất nhiều các bác thấy, và còn rất nhiều đơn chưa kịp đóng này phụ anh em. TDC 1000 một trong những lỗ lông tiếng mà bên em về số lượng cực kỳ nhiều nhé, hơn 100 bộ sản phẩm. Hy vọng là sẽ cố gắng về thêm lô hàng tiếp theo, bởi vì em nghĩ là 100 bộ này thì cũng chỉ bán đâu đó thì khoảng độ một tuần thôi. Nếu mà vẫn cái tình trạng là nhu cầu anh em khách hàng nhiều như mọi năm thì em nghĩ là cái số lượng này không đủ cho đáp ứng hết một tháng được 100 bộ, thì khoảng độ đâu đó bán được tuần, hoặc là cùng lắm nếu bạn chậm lắm thì hơn tuần rưỡi thôi. Đấy, và với mẫu này các bác thấy mỗi ngày lên hơn 20 con, 30 con đi chứ thầy các bác. Đấy, tính ra cứ 10 hôm là bên em đã đi khoảng độ 200-300 con rồi, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em mà đang cần mua, bác nhanh tay đi, bởi vì cuối năm cũng cận kề rồi. Và bên em Tùng sẽ thông báo dịp nghỉ Tết ở những ngày tiếp theo nhé, để anh em có thêm cái sự lựa chọn tốt, cũng như là nắm bắt được cái thời gian bên em nghỉ, tránh trường hợp là chúng ta mua hàng cái thời gian bên em nghỉ không gửi được hàng. Đấy, nhiều anh em là cũng xem bên em lâu rồi đúng không ạ? Các bác cũng đang ưng, rất là ưng những cái mẫu sản phẩm rồi. Nhưng em đi làm ở xa, chúng ta chưa về được để chúng ta sắm thiết bị âm thanh, thì các bác có thể là sắp xếp cái thời gian tốt nhất, hoặc là chúng ta đặt từ trước khi mà bên em gửi hàng đi. Có thể là các bác căn đến cái thời gian mà các bác về nhận hàng được là các bác đặt hàng cho bên em. Đấy, khả năng cao là lần này sẽ nghỉ sớm hơn mọi năm các bác nhá. Thế là anh em ở miền Nam mà chú ý, anh em khách hàng miền Nam chú ý giúp em, thì chắc chắn là sẽ chỉ dao động cho khoảng tầm ngày 22, 23 thôi là bên em sẽ nghỉ giao hàng miền Nam rồi. Đấy, còn đâu đó chỉ khoảng độ 25 ngày, chưa đến 25 ngày nữa là bên em sẽ nghỉ, sẽ bước vào cái thời điểm cuối năm. Nên là anh em nào đang có nhu cầu, đặc biệt là với phiên bản TD này, bác đừng bỏ qua nhé, 1 triệu đồng một con thôi, giá vừa rẻ vừa chất lượng, sử dụng ngay cho phòng hát gia đình. Anh em còn ý kiến thông góp, thắc mắc gì với con này, các bác anh em cần hỗ trợ thêm chi tiết thêm nữa, tư vấn thêm nữa, các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng nhá, 0979629336 để em có thể tư vấn hỗ trợ anh em trực tiếp khi các bác anh em nhận hàng, hoặc là khi các anh em cần mua sản phẩm thiết bị âm thanh gia đình. Và video của em xin dừng lại tại đây, chúc các anh em nhận hàng ưng ý với mẫu sản phẩm lưng tiếng TD C1000. Xin chào anh em.